Câu chuyện chỉ vì một chú chó vàng làm chị Thắm phải nằm liệt giường, sống một cuộc sống thực vật mà thời gian qua Hoàng Linh chia sẻ lên được rất là nhiều quý bà con mình quan tâm cũng như đồng cảm với hoàn cảnh. Hôm nay Hoàng Linh lại quay trở lại đây cập nhật một clip nhỏ để gửi đến quý bà con mình đang quan tâm về câu chuyện này. Thì hay được một tin chấn động, có một tên biến thái lợi dụng khi anh Đúng vắng nhà, hắn đã lẻn vào thực hiện hành vi đồi bại đối với chị Gấm trong khi chị Gấm đang nằm trên giường bệnh như vậy. Thì câu chuyện như thế nào? Hoàng Linh xin mời quý bà con, cô chú chị cùng đồng hành với Hoàng Linh trong đoạn clip ngay sau đây ạ. Hoàng Linh miền Tây kết nối trái tim Việt. Dạ Hoàng Linh mến chào quý bà con, cô chú chị mình. Hiện tại Hoàng Linh lại đến chỗ nhà của anh Đúng và chị Gấm. Hôm nay Hoàng Linh có đi tìm hiểu hoàn cảnh ở bên đây thì ghé lại cập nhật một clip nhỏ cho quý bà con, cô chú chị mình đang quan tâm câu chuyện về chị Gấm và anh Đúng. Trong câu chuyện, bởi vì một chú chó vàng mà phải khiến chị Thắm nằm liệt giường, sống một cuộc sống thực vật, thì xin mời quý bà con. Thì hôm nay Hoàng Linh đến đây cũng hơi chiều rồi, thì đi tìm hiểu hoàn cảnh về cũng hơi trễ, thì cũng ghé qua để cập nhật một cái clip nhỏ về tình trạng cũng như sức khỏe của chị Thắm có tiến triển gì hay không. Hello anh. Rồi chào anh. Bữa nay em đi tìm hiểu hoàn cảnh đây, ghé thăm anh chút. Rồi. Cập nhật clip cho quý bà con đang theo dõi câu chuyện của anh chị nè. Dạo này chị sao anh? Chung cũng khỏe cỡ 8 phần rồi. Vậy hả? Ừ. Thì dạo này mình làm đồ ăn uống cho chị đồ ăn đồ được không? Được, nói chung thì người dân với bác sĩ kêu mua thịt trâu. Ừ. Với củ cải đỏ, củ dền đồ mình sấy nấu chín rồi sấy nấu chung với cháo á. À. Bữa nay thấy vợ đái nóng, tiểu nóng quá lộn. Tiểu nóng quá rồi, dì gửi cho mấy trái dừa tươi đó cho bà xã uống. Được không trời? Được, bác sĩ nói được. Vậy đó hả? Ừ. Mỗi lần uống là truyền vô cái chỗ thoải mái, thoải mái. Ừ. Uống hai trái thôi nhưng mà thoải mái. Ừ. Thì em thấy cái tay của chị dạo này có ra có vô được chưa rồi? Ý là chị có nhúng nhích không có được không mấy gài? Có. Chỉnh tay thôi. Xe tay ra, xe bự ra, mạnh ra. Ồ. Oh. Rồi nắm lại đây, bỏ tay trái nha, bỏ tay trái rồi nắm lại, nắm mạnh xuống, nắm mạnh xuống, chỉnh ngay đi, chỉnh ngay đây, xe tay ra, xe ra. Rồi coi như chắc chị gán lắm rồi đó. Đúng rồi, đang ngủ, không mọi bữa mạnh lắm. Vậy hả? Ừ. Đưa nhiều, đưa. Nói chung mình kêu vậy đó là rặn bả cho tập cho mấy khớp tay mình đó. Mấy khớp tay bả. Có để cái tay chị xuôi xuống không? Em thấy sao để trên không vậy? Để xuôi rồi hơi cũng ấy lên rồi. Sao? Ấy đừng có gị quá nghe. Được rồi, nó bị thẳng chân. Vậy đó hả? Bóp hoài, bóp dầu nóng luôn nè mà nó. Em nghĩ là anh phải hay để cái tay chị xa xa dài dài ra ý xuôi ra đó. Mình xiền xuống thì tội nghiệp. Mình xuôi cho thẳng thì tụi mới được. Xiền hả? Chứ nếu không xiền là tự rút lên hay sao? Đúng rồi, buộc con dây này. Nhưng mà thấy tội nghiệp quá, nhưng, nó siết cái tay á. Nhưng mà anh để vậy hoài là cái tay của chị không co được, là không hoạt động được á, anh phải để thẳng thẳng ra mới được. Xui xuống đi. Xui xuống đi. Ngoan, xui xuống nha. Ngoan. À. Mà đừng có gị quá anh ơi. Đúng rồi, không có gị. Đúng rồi. Mình phải so thử coi, so thử coi sao. So dầu nóng không nè, mới bóp xong. Bóp giò, bóp tay sức lưng rồi bóp nữa. Rồi trước cái bắp của chị bự không? Không. Giờ em thấy sao nhỏ quá vậy? Lớn này à? Vậy hả? Ừ. Nhưng mà này hơi ốm xí. Còn mấy ngày cắt tóc rồi chị thấy nó thoải mái hơn không? Khỏe mà có vết thương hay sao? Mình đã nằm hoài nó bị ấy. Có mấy cô chú anh chị nói là thôi là cạo luôn đi. Đó thì nó mát hơn. Vậy là vẫn còn gọi đầu còn. Gọi cái đầu khô. Đúng rồi, gọi khô. À. Mấy ngày có gọi bằng nước nóng không? Có chứ. Gọi này xong rồi mình lấy nước nóng mình xả lại. Ừ, để có thoải mái. Số cô chú anh chị kêu gọi bằng nước nóng thì nó sạch hơn để nó chết những con vi trùng rồi đó. Đúng rồi. Ừ. Có gọi.
Rồi bữa nay dưới lưng chị lót cái gì ạ? Đâu có lót cái gì đâu, À, lót cái mấy miếng miếng đó là tả gì? lót á. Vậy đó hả? Ừ. Cái này để đừng cho cái tay nó bị thương, để lâu quá bị thương, như bên đây là bị thương mà hết rồi, bên đây hết Mà lót vậy có thông khí không anh? không, tại dưới đây đâu có lót đâu, thì để con bên đây à nè, À, để nói che chung bên cái đây ghế nè đừng bố cho chứ. thấy đau. À, đau Trời ơi, bà đang ngủ ngon hả gì nhúc đúng rồi, nhích ngáp ngáp hoài. rồi bà ngáy kìa. Mấy bà gái có thường tâm sự không, bữa tối không? Trời, chồng nói chuyện gan khùng, mình Trời nói ơi. chứ thì gan khùng, tắm rửa hay là ăn uống gì đó cũng nói chuyện với vợ, nằm ngủ nói xong mới ngủ. Rồi tâm sự rồi, tức là chị, anh nói là chị có cảm giác là nghe được không? Được, À, có những cái phản ứng nào không, nghe lại không? có À. chưa mở cái khung tay nè, khung đây Chui nè, chui ra nè, chui ra, chui ra đó, chui ra. Ừ. à, như Đó. ngủ á, ngủ đang ngủ á vậy rồi. Đúng rồi. Ủa mấy ngày nghỉ vô nước biển hả anh? Không, cách 3 ngày mới vô 1 lần, nói chung cái tiền thì cũng sắp cạn rồi, À, rồi đâu có ngày nào cũng vô đâu, vậy giờ đó cách hả? 3 ngày, ngày thứ ba mới vô. À, coi như mình tiết kiệm ha. Dạ. Phải nằm lâu dài mà, nếu mà mình ngày nào cũng vô, ngày 400, 500 gừa 1 ngàn, bữa mấy ngày nay là cho thuốc 2 ngày là toàn là 500, 500 mấy không. Một lần như vậy là 500 mấy. Dạ. À, Ấy hoài sao mình tiền đâu, lỡ phải bị gì sao mình có tiền mình đi chợ mới đi được. coi như là hồi bữa có tiền mạnh quân hỗ trợ là coi như là dùng vô cái việc bệnh của chị là coi như Dạ. là cạn rồi ha. Dạ. Bình oxy này cũng À, nói chung nói 24 tiếng chứ giờ em đẩy tới 4 ngày, có khi 4 ngày. Chứ chừng nào bả hết đó mặt bán gì nè là em phá quanh nè. Còn mặt đỏ mới mở quanh ra. Ở dưới bình xài 3 ngày. mấy ngày nó thoáng mát mà anh, buổi trưa đồ á Không mát đó nè. Để qua Thanh Minh nè, cắt cái cửa sổ bên đây nè. Bên đây cái đâu ngoài nó mới dọa giọng gió vô được, nó mới mát được. trời ơi, cắt cửa sổ rồi hồi bữa ăn trộm nó chui vô, không có cửa sổ nào chui được, rồi bữa nay có cửa sổ rồi nó chui vô Thì rồi sao? bởi vậy biết sao giờ, thấy nóng tội nghiệp á. Chưa 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 là nóng cái lắm là vợ mặt đỏ quét rồi. Mồ hôi nộp nộp. Nếu mà làm cái cửa sổ á, thì mình phải đóng cái Làm cái gì ta? cây giống như là chiều của mình sụp rèm xuống rồi mình gài lại. Nhưng mà phải đóng gào lại mới được chứ, Đúng để chống rồi. phọc rồi sao được, nó chui vô Ừ. à? Hổm nó chui vô không lấy cái gì đây mà nó còn chui nữa. Thì đó. Rồi bữa nay còn chui nữa không? Không, dễ gì chui chui được. Rồi bữa em nghe anh điện em hồi bữa phi phi đó là có cái tay nào mà ghé lại đó là có làm gì không? Không biết, mình không biết họ làm gì mà họ đậu dưới đó đó. Họ tắt máy cỡ khoảng 12 giờ là điện cậu với thằng em ra, họ mới bơi nhẹ nhẹ, họ mới đi xa rồi họ mới giục máy họ chạy. À, người đậu gình làm cái gì trời, tưởng Đó, mình đâu không hiểu. sợ qua sợ ma hả, tính đâu ma tới hả, Không, mình không có gành nữa. Cái đó là mình không có đó. vậy đó hả? Ừ. Mới ngày hôm qua đây nè, mình đi chở bình hơi đó. Ờ, cũng mở cửa như thường lệ vậy nè, ai lẻn vô ấy và làm bậy bà xã. Gì Rồi mình về làm cái gì, làm cái gì? làm bậy á. Rồi ống tiểu thì đặt vô lỗ tiểu, nhưng mà giờ á chuột ra rồi nó gấp quá hay sao á, nó đặt vào lỗ đáy lỗ cho quan hệ á. Mà về mới phát hiện là vợ không đái được, mới phát hiện dạch ra thì nó nằm ở dưới lỗ quan hệ chứ không có còn trong lỗ tiểu nữa. Trời ơi, gì Mà nói mà chung á, tinh dịch thì nó ra rất nhiều, nó tanh lắm. có luôn hả, Có chứ, là lâu chưa? mới ngần qua. Trời ơi, ai mà ác ôn dữ vậy? Rồi nói chung là cái người đó là quấy gói chị, Đúng gọi là rồi. vô quấy gói chị đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, người Rồi mình ta về, tối về, trở về mới phát hiện. Bây giờ mình biết ai bây giờ. là coi như anh đi anh bắt cẳng rồi, không có phá cái cửa hay sao? Không, cũng thường lệ mình để gì đó. Rồi từ
Ngày hôm qua giờ có chuyện đó thì thấy phá cửa lên không à, không có dám mở cửa. Trời, đi chỗ bình oxy rồi thì mình phá cửa lại, mình đi có khoảng nửa tiếng mới về được, tại chạy ra khỏi công cái lớn lận. Rồi đem bình hơi oxy xuống rồi vô lấy đợi mở cửa nữa thì cũng nói chung còn khoảng nửa tiếng gì tới đây. Cái thằng nào mà gọi là ác ôn, như nói chung là không có nhân tính là sao mà chị như vậy đó mà còn vô làm cái điều tồi bại đó được vậy? Phải vợ mình mạnh mẽ thì làm mình không nói, còn này vợ mình nằm yên bất động chỗ mà làm gì. Trời, tin chấn động luôn. Rồi bữa nay mà nếu em mà không đi tìm hiểu hoàn cảnh đây cũng đâu có ghé anh, cũng đâu có biết đâu làm bất nhân gì kỳ cục gì trời. Nói chung mình cũng nhức đầu về cái này, bởi mình không có định về đây ở, tại vì vợ bệnh chị mình về đây mình ở chứ mình không muốn về đây. Rồi mấy từ hôm qua giờ anh có nói với xóm giềng biết chưa? Nhưng mà có gì nói gì mà. Người có đón ra được là ai không, có hỏi mấy đứa nhỏ đây, có khi mấy đứa nhỏ là nó nhìn thấy rồi không? Không nên ơi, họ làm hay lắm sao mình biết được, chắc cũng sành lắm. Lúc đó nhiêu giờ rồi? Không nổi em nhớ vậy nè, không nhớ nổi. Là đi buổi sáng hả, buổi tối chưa? Buổi trưa. Trời, giữa trưa vậy mà sao mình dám hay gì? Phải bằng đêm á thì mình bỏ thì không nói đi, còn này ban ngày mà làm hay, công nhận hay, mình nể người đó. Nói chung á là nếu mà người mà mạnh khỏe bình thường á thì không nói gì, còn chị đã bị bệnh nằm như vậy đó mà làm được, nghĩ sao mà có cảm dứt giác cảm gì mà làm kiểu như là người đó là không phải như là người đó. Đúng rồi, nói chung là người đó họ sống trong rừng đó, họ mới làm vậy. Em chứ nghĩ họ trời, không sống thì sao họ làm bao nhiêu chuyện xảy ra. Có khi nào là cái người hồi bữa mà chui vô cái lỗ hồi bữa không ta? Cái đó mình cũng không rành nữa, phải mình biết rồi nói gì. Hồi bữa anh nhớ là khi anh kể thì đúng lúc rồi, mà tụi em quay là nói không có lấy cái gì. Đúng rồi. Nhưng đúng mà bữa đó à. Mà bữa đó anh thấy cơ thể của chị có gì khác không? Đó thì chị thấy chui là chị dòm tấm vải thôi, họ cắt một lỗ, họ coi có ai không. Rồi họ mới dạch lên họ chui vô. Tức là bữa đó là cái người đó đã chui vô đây được chưa? Hay là được chỉ rồi, nhìn thôi? Đỡ vải lên rồi. Trời. Tại vì lúc đó mình cũng đang đi chỗ bình oxy vậy nè. Vậy đó hả? Họ nghe mình về họ mới tóc họ chạy, nhưng mà miếng vải vẫn còn dính trên cây. Em nghĩ có khi nào mà hồi bữa đó đã vô làm chuyện xấu với chị một lần rồi không? Chắc không biết nữa, mình không hiểu. Bữa đó là anh có để ý cơ thể của chị là khi mình tắm rửa rồi mình cũng thấy có khác không? Luôn. Cũng có. Nếu phụ nữ nằm thì của phụ nữ ra thì mình biết. Còn này tinh dịch đặc mà. Coi như là vợ chồng, nói chung là mình sống với nhau là mình cũng biết chứ cái chuyện đúng đó. Rồi, biết chứ. Vậy là bữa đó không vô lấy đồ đạc gì hết. Đúng rồi, không mắc gì. Đó, thì bữa đó là bữa em qua đó là anh nói là vô không có mắc đồ thì đạc gì họ hết. Cũng để ý lắm rồi. Vậy là có lần thứ nhất rồi họ thấy là quen rồi họ mới vô một lần nữa. Đúng rồi. Từ đây sắp lên là đúng sẽ phá cửa, đúng đi chợ oxy vô gì là đúng sẽ phá cửa, dù đi chợ đúng cũng phá cửa. Mua đồ cho vợ phá cửa lại. Thì chỉ nghĩ là họ ăn trộm thôi. Mình không nghĩ cái đó, mà ngày hôm qua là mình nghĩ tới cái đó đó. Mà mình không biết ai. Đúng rồi. Coi như là bữa mình cũng thấy một lần rồi, nhưng mà mình tưởng là bình thường ha. Đúng rồi, tưởng có vợ. Rồi bữa nay là quyết cũng định là thấy luôn nó, nhưng mà nhiều hơn, nhiều gấp 3 lần đó, nhiều đó. Trời ơi trời, ai mà ác độc dữ vậy trời. Thiệt. Thì hồi bữa con gái hứa về thăm rồi, có về thăm chưa? Có thăm Linh Linh đi. Người ta ở xóm đó, người ta có qua đây thăm nè, hai chồng già. Có rủ nó đi mà nó đi. Kỳ vậy, mẹ nằm ở đây. Xin số điện thoại em, đặng người ta điện em, đặng cho người ta biết đường tao qua mà nó không cho. Vậy ơi. Nó không có. Người bữa hứa dữ lắm, hứa qua thăm mẹ đâu rồi. Dành giật mẹ về nuôi mà bây giờ mẹ vậy mà không qua thăm nữa mà dành về bển nuôi kiểu gì? Bởi vì mọi người trên mạng đồ không biết rồi đổi thừa em này kia, nghe bên vợ nói vậy thì em cũng buồn.
Rồi nói chung là sợ mấy người trên mạng họ không biết rồi để họ nhắn họ nói em công. Nói chung thì trên mạng thì có người ý kiến này ý kiến Đúng kia, rồi. nó không có người nào giống nhau. Có những người chưa xem được cái câu chuyện của mình như thế nào nữa là phóng vô bình luận rồi. Cái đó Nhưng mà bây thì giờ là biết rồi, ta cũng nhắn tin cũng được. cái đó thì Hoàng Linh có nói sai cũng cho xin lỗi quý bà con. Thì Ừ. có những quý bà con nếu mà muốn xem câu chuyện nào đó thì mình hãy xem hết đi rồi mình hãy nói. Đúng rồi, mình phải theo dõi mới Đó, được. nó nhiều cái câu chuyện Chứ thì mình mới anh nghe đoạn đầu rồi, mình chưa hết đoạn đầu nữa, mình bắt đầu mình bình luận rồi đoạn xa, đoạn giữa, đoạn sau nữa, sao mình hiểu được. với đúng rồi. Với thường mấy anh em chia sẻ nếu có câu chuyện nào như câu chuyện của anh chị nè là nó có từng tập. Đúng Tại rồi. vì đâu có quay ngồi qua quay mà Quay một hoài lượt được. một là 3 4 tiếng đồng hồ để đăng lên là cũng không ai xem hết. Đúng rồi. Đó. Ngắn ngắn nhưng mà họ xem. Thì xem ngày này quay, ngày kia quay chứ đâu phải là ngồi đây quay một lần 3 4 tiếng đăng lên đâu. Đúng rồi. Nên là có nhiều cô Để chú ta anh chị xem. nói thì này kia thì nó cũng nói chung là mình cũng bỏ qua chứ mình cũng Cũng không có để được tâm gì. ừ. Nói chung Đó. là những người trên mạng tại anh chị rồi họ Ừ. không xem hết kỹ những câu chuyện của mình, bây giờ họ cũng ít ít nghi kỹ rồi Dạ. sáng tỏ rồi. Gây mấy cái kênh YouTube mình sao rồi? Em 2 ngày nay buồn quá không có quay lên đây. Trời ơi. Cái gì buồn nữa? Chung đủ chuyện cho Linh. Chuyện gì tâm sự em với quý bà con nghe xem nào. Chung là có người bên ngoài nước ngoài hứa cho tiền vợ đi, chở vợ đi Sài Gòn, Dạ. rồi vợ thì kêu đợi 5 tháng nữa, 5 tháng nữa thì mình đang cần số tiền này để mình chở đi Sài Gòn, họ đợi 5 tháng nữa thì sao mình đợi nổi, tại người bệnh mà nó phải mạnh khỏe như mình đấy thì mình đợi được. À, tức Họ cho là nhà nhưng mà họ kêu đợi 5 tháng đợi họ về Việt Nam. à vậy là tức là có người đã gọi cho anh để gọi là hỗ trợ tiền cho chị đi chữa bệnh Dạ. nhưng mà Nhưng họ mà nói thật ra là không có, họ nói họ chuyển, rồi họ à chuyển cho người này, chuyển cho người kia, rốt cuộc họ nghỉ điện luôn. ờ gì kỳ vậy Không biết, nhưng mình là không biết. chuyển cho ai những người mình quen hay sao Không. Chuyển cho những người họ quen bên Việt Nam. Tài xế xe cấp cứu và chuyển cho chị Lê Thị Thu gì đó, Thu Thủy gì đó. Rồi họ kêu gửi cái app qua tặng cho em đi rút tiền. Ủa thì phải có chính chủ họ mới rút được chứ, mình mới rút được chứ, mình đi rút thì sao rút được. tức là chuyển cho người khác mà kêu anh đi rút hả Dạ. người rút kiểu gì Bởi vì anh coi không, hả coi em mở cho coi coi cái gì coi cái họ gửi cho anh là gửi qua tài khoản của anh hay sao không, họ gửi qua tin nhắn tin nhắn mà họ nói sao anh chỉ cần đọc được rồi thì họ kêu đâu em anh đọc á. thử em nghe cái họ nói gì à, anh nói em cũng chưa hiểu mấy anh đọc thôi à, họ nói sao À, em quên rồi. ừ Họ nói là số tiền đã qua rồi, ừ có lúc chuyển 3 triệu 600, có lúc chuyển 3 triệu 900 dạ mà em không có thấy triệu nào hết á. Rồi ba điện cho họ thì họ nói là ngân hàng của em á nhận không được, nhận không được tiền ở bên đó, dạ bắt em chạy gần gần nửa đêm mà bắt em chạy ra tắc cậu đang kiếm người thẻ, người có thẻ MB của quân đội á, quân đội ngân hàng quân đội á À, tức là họ chuyển dịch vụ màu qua xanh thẻ á, MB. MB. Em chạy ra tới ngoài với cuối cùng em có ngàn nào. Rồi cuối cùng là họ nghỉ chuyển. Dạ. Thôi nói chung là vì người ta có lòng tốt Thì thì đó. nếu 5 Mình tháng cảm nữa không ơn, có đúng không? thì mình tính tiếp chứ Dạ. giờ biết sao giờ. Thì đó. Rồi mấy ngày cuộc sống mình sao rồi? Chung cũng ổn định anh đó. Cũng đều đều chợ búa đồ về nấu cơm nấu nước đồ ăn Dạ vậy không có ha đi chợ, cái này không có đi chợ. người mua đồ ăn ở đâu Dạ không có mua đồ ăn mà. Có khi người ta chạy ngang cho 1 2 con cá gì á. vậy đó hả Dạ. ừ Nãy sáng nấu canh ăn ừ chứ không đi chợ.
để tiền nó mua cho sữa cho vợ với lấy oxy cho vợ. Nói chung mình mạnh khỏe mình ăn gì cũng được, ăn nước mắm cũng được. Ừ. Để tiết kiệm ha. Cho vợ mình nữa, phải nằm đó bà ăn không được, mình phải đi mua đồ cho bà. À, coi như bà con vòng vòng cũng cho cá mắm đồ này kia lâu lâu ăn mới cũng cho đỡ ha. Lâu lâu mới cho. Có khi ăn nước mắm cũng có. Cái gì? Kho nước quẹt mắm hả? Không, nước mắm ớt đó, làm mắm ớt mình ăn. Chan cho mình ăn. Ừ, vậy thôi. Lấy nước tương nước tương nước mắm đâu vậy ha. Thì nãy giờ em qua thăm anh thì nói chung thì nghe anh nói thì cái tiền nó cũng cạn kiệt rồi đó, rồi bệnh của chị thì như vậy, rồi có một cô chú nào hứa thì nói chung là mình gán mong đợi tới đó thôi. Nếu bây giờ có cơ may có cơ duyên thì được nhiều cô chú anh chị khác giúp đỡ thì để cho chị có cái tiền để mình đi chữa chị cái căn bệnh, là như bác sĩ nói là phẫu thuật là chị có thể là bữa bác sĩ nói là tầm mấy chục triệu anh ha, 100 triệu phải không? 100 triệu. Đó thì chị sẽ phẫu thuật là sẽ được cử động đồ lại được, nhưng mà cũng chưa chắc là mình có đi đứng được hay không, bữa bác sĩ cũng nói. Nếu thì mà nói cho vợ em mở mắt được rồi với mai khí quản này lại nó chuyển với em là được rồi, đó xe lăn em cũng được đó. Thì đó coi coi như là mai chù mai Hoàng Linh xin lỗi, là coi như là mai thầy phước chủ, thì có tiền thì nên thử, nhưng mà hiện tại thì hoàn cảnh mình cũng khó khăn. Thì bữa nay Hoàng Linh ghé đây thì cũng rất mong là khi chia sẻ cái clip này lên thì quý bà con sẽ đồng cảm với hoàn cảnh của chị Gấm và anh Đúng, sẽ hỗ trợ một phần nào đó để cho chị có cái tiền để mình đi Sài Gòn để phẫu thuật. Thì nói chung là gọi là mỗi người góp một ít đó, thì người ta gọi là góp gió thành bão, thì góp một ít thì em nghĩ là nếu nhiều cô chú anh chị thương thì nó sẽ thành một cái cơn bão lớn, sẽ đủ cái cơn bão đó sẽ đủ đưa cho chị tới Sài Gòn để chúng ta phẫu thuật cho chị khỏe mạnh lại đó. Thì không biết là anh có cái điều tâm sự gì muốn nói với quý bà con mình không? Thì em cũng mong rằng mạnh thường quân trong nước và ngoài nước cố gắng tích góp rồi giúp đỡ vợ chồng em, cho có số tiền em chở với bà xã đi Sài Gòn tặng cho bà tỉnh lại. Giờ thì nói chung khỏe cũng cỡ 8 phần rồi, chỉ mong rằng có số tiền đó chở đi Sài Gòn là vợ mới mở mắt được. Mở mắt cũng như là mình hy vọng là mình sẽ cơ quan tay chân sẽ cử động được ha. Dạ, một tia hy vọng thì mình cũng chịu luôn, làm luôn chứ sao giờ để đỡ vợ mình nằm gì hoài. Thì đó, thì em cũng rất mong khi em chia sẻ clip lên bữa nay lên sẽ nhận được những cái cuộc gọi, những cái phản hồi của quý bà con gửi về, coi như là hỗ trợ cho chị. Rồi nói chung là cái chuyện hồi nãy anh kể, nói chung là người ta xâm hại chị đúng không? Thì bây giờ là nói chung kẻ xấu kẻ gì mình không biết, nó quá nhiều. Mình đến nỗi là có những người, em nói thật sự chứ em cũng có quay những cái trường hợp mà cũng đã từng gặp những cái trường hợp đứa trẻ nó mới 3 tuổi 4 tuổi còn bị cha rồi nó làm chuyện đó mà. Đúng rồi. Chứ đừng có nói là chị người lớn, nhưng mà nhiều lắm. Đó, nhưng mà chị đã làm liệt giường, gọi là bất động như vậy mà họ còn làm được, em không nghĩ là họ suy nghĩ như thế nào. Thì em mới nãy họ đó. Đó. Cho nên là mấy mốt anh đi thì cẩn thận phá cửa đồ này kia đồ lại hết. Nếu có làm cửa sổ thì mình phải gào cái lưới gì đó lại mới được. Đó. Chứ để kệ thì mua gạo thì tiền không anh ơi. Gạo thì phải gạo hết nhà. Không, không phải, ý là em nói mình làm cửa sổ, mình chỉ gào một cái khung chỗ cửa sổ thôi, là bằng cái lưới gì đó. Cái lưới sắt á. Gào vô mấy này qua tới mấy này luôn. Không, không sao, anh biết sao, mình gạo ở ngoài nó cũng phí, nó không có tác dụng gì. Cắt thiết anh ạ. Dạ, tại vì thiết, tại vì nếu như vậy thì mình đi là mình đâu phải mình đi hoài đâu, mình là thời gian lâu đâu, mình đi chút xíu mình về. Đi chút xíu mình về đó. Rồi. Rồi trước khi kết thúc clip á thì em cũng xin nói với quý bà con chút xíu. Thì thôi thì hoàn cảnh của anh Đúng với chị Gấm như vậy, thì quý bà con nào đồng cảm thì có thể hỗ trợ cho chị để có cái số tiền
để đi phẫu thuật ở Sài Gòn để chị mau khỏe lại rồi cử động đồ này kia lại bình thường. Rồi còn thực hiện chung với anh đúng cái ước mơ mà làm cái YouTube mà để chia sẻ những cái cuộc sống của anh chị hàng ngày lên cho quý bà con xem nữa. Đó. Thì nếu được vậy thì Hoàng Linh cũng như anh đúng cũng như chị Gấm cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Vợ chồng em, vợ chồng em cảm ơn quý bà con trong nước và ngoài nước. Dạ. Nếu mà cố gắng giúp đỡ vợ chồng em, cho vợ chồng vợ em lên tới Sài Gòn thì em mong ơn mọi người rất nhiều. Dạ. Rồi. Đó thì Linh mong rằng là triệu trái tim sẽ cùng góp lại, thì nói chung là một cơn gió nhỏ sẽ thành một cơn bão lớn. Đó thì Quang Linh rất mong như vậy. Thì clip nãy giờ cũng khá là dài rồi. Thôi thì Quang Linh xin tạm dừng clip ở đây. Hẹn hôm sau thì Linh qua đây để cập nhật tiếp về cái câu chuyện của anh Đúng và chị Gấm cho quý bà con mình đang theo dõi cái câu chuyện để xem ha. Rồi, xin chào tạm biệt quý bà con. Xin Hẹn gặp chào, tạm biệt quý bà con. Dạ, rồi, hẹn gặp quý bà con mình trong những clip sau ạ.